Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình 5 giây thành triệu phú. Và thưa quý vị, luật chơi chúng tôi vẫn như cũ thôi, vẫn rất đơn giản. Đó chính là người chơi sẽ có 5 giây lựa chọn đúng hoặc sai. Nếu họ vượt qua được 6 bậc câu hỏi thì họ sẽ có ngay 100 triệu đồng. Ngoài ra, họ còn được 3 quyền trợ giúp nữa. Vào tuần vừa qua, chúng ta đã có một cuộc hành trình với bạn Hoa. Bạn dùng linh cảm hay là mình đã có dữ liệu về nó rồi? Thật ra em 50-50 đấy ạ. Tại vì em có nghe dữ kiện này nhưng mà hình như là không phải ở Nam Phi. Nam Phi là một cái xứ rất là nóng đúng không anh? Nóng đúng không? Thì khó có cây cối nào mà ở đó dạ. Có 3 cái cây xương rồng. Đúng rồi, đúng rồi. Thì mình sẽ nghĩ tới những cái loại cây xương rồng hay là những cây nào mà nó có thể sống ở trong cái khí hậu mà khắc nghiệt á. Còn cây cao su hết á, cao su mà Nam Phi bát mẻ nha. Nam Phi là mát nha. Nam Phi là mát. Đó nên mọi người hồi nãy hay bị lầm là hay hình dung là bên nào mà có chữ phi là hay nó khô cằn vậy sao mà. Đúng rồi, em cứ nghĩ là nó khô sẽ khô cằn á. Mà đây Nam Phi. Nhưng mà cái khả năng mà Nam Phi anh thấy là khó lắm em. Quyết định vẫn là bạn vẫn còn một quyền trợ giúp. Em thì thấy là em đang có suy nghĩ là cao su phải là làm được rất là nhiều cái đồ công nghiệp nhưng mà đúng em rồi. Không có nghe đến nhà máy công nghiệp nào ở Nam Phi quá nổi tiếng. Tại vì trước giờ nhắc tới Nam Phi là anh chỉ biết tới Hoa hậu thôi. Mấy công ty hoa hậu người đẹp với lại ngôi sao Hollywood đó, Charlie Theron là người Nam Phi đó chứ còn chưa nghe nói về những cái gì mà nó liên quan tới cao su. Rồi cho đáp án và bây giờ lúc chúng tôi công bố đáp án các bạn ơi, đáp án mà người chọn là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Mày quá nghe lời ban tư vấn. Quá tới mà 20 triệu là 5 câu đó là 5 câu cho của chương trình luôn đó. À thì anh cho đi về. Câu hỏi chúng tôi như sau: thức ăn chính của gấu koala là côn trùng, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Koala là một loài gấu ăn côn trùng sao? Đây em... anh sẽ phân tích cho em về con gấu này. Được. Nhưng mà ăn chay hay ăn mặn? Ăn chay hay ăn mặn đây? Ăn chay. Gấu koala là còn gọi là gấu túi. Dạ. Và nó chỉ ăn chay. Còn chị Khánh có ý kiến gì khác không ạ? Chị cũng nghĩ là gấu koala sẽ không ăn côn trùng đâu. Dạ. Gấu trúc thì rõ ràng là ăn trúc rồi. Dạ. Còn gấu nâu thì ăn mật ong. Còn dạ. Gấu koala thì sẽ ăn có thể lá cây. Có thể là lá cây. Và như vậy thì ban tư vấn của bạn đồng nhất ý kiến với nhau. Chốt. Em chốt luôn ạ. Vâng ạ. Và đáp án mà vừa chốt là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng bạn đã vượt qua được bậc 4 của chương trình. Xin chúc mừng giải thưởng 10 triệu. Chính xác em ơi. Bây giờ trong tay em đang chắc chắn có 10 triệu mang về rồi. Nếu em chọn phương án là mình dừng cuộc chơi ở đây, em chỉ còn một quyền nữa thôi, là quyền đổi đáp án. Mà đổi đáp án thì chưa chắc mình đổi sẽ đúng nha. Dạ vâng. Nhưng mà quyền này thì sau khi bậc này kết thúc thì bậc 6 em không được sử dụng nữa. Còn 5 câu nữa. 5 câu. Leo núi. Chinh phục. Còn nếu, không nếu, thì lên tìm em dưới chân núi. Nếu em thích chinh phục thì chinh phục tiếp luôn. Anh chị hỗ trợ hết mình. Suy nghĩ kỹ, 10 triệu, dừng lại hay đi tiếp? Em tin anh chị, em sẽ đi tiếp. Và bây giờ chào mừng bạn đến với bậc 5 của chương trình 5 giây thành triệu phú. Bậc 5, 5 câu hỏi, giải thưởng 20 triệu đồng. Và đây là câu đầu tiên. Khó hả? Khó nha. Thấy hơi cảm à. Câu hỏi như sau: Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng có Tết Đoan Ngọ, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Tại sao bạn chọn là đúng? Thật ra thì em cũng hơi phân vân một chút. Cái đáp án của em có thể trên 50% là đúng. Tại vì á, theo anh nghĩ nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, hay là Trung Quốc hay là Việt Nam mình đi, thì nó chung lịch thì anh nghĩ chắc cũng sẽ có cái Tết Đoan Ngọ giống nhau luôn. Thì không phải nước nào cũng có Tết Đoan Ngọ giống như Việt Nam mình. Có thể đúng có thể sai. Bạn vẫn có một quyền trợ giúp. Nhưng mà lựa chọn cuối cùng vẫn là bạn giữ nguyên đáp án này hay mình sử dụng quyền trợ giúp? Theo em nhớ thì Nhật Bản có Tết Đoan Ngọ. Rồi, chốt đi ạ. Em chốt ạ. Rồi, chốt. Đáp án mà vừa chốt
là đáp án chính xác. Chúc mừng ạ. Tính ra bây giờ em chọn đúng không á? Em chọn đúng á. Đây, Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết Đoan Dương là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, còn có ở rất nhiều những quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam. Câu đầu tiên xuống sẻ, hơi đổ bộ hồi hộp xíu. Câu hỏi thứ hai, tất cả loại cá chuồng đều bay bằng một cặp vây ngực, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Em biết cá chuồng? Em biết. Dạ, con... đúng rồi. Vây nó bay bằng vây cánh. Nó vây cánh gì nữa đúng không anh? Chứ không phải vây ngực dưới này. Hả? Chị cũng nghĩ như em luôn á. Cái vây đó anh không biết nó gọi là cánh hay ngực. Nhưng mà anh nhớ không làm nó có 4 cái cánh lận. Vâng. Có 4 cái nè. Sau khi nó bay lên mặt nước là nó lại được. Đúng có rồi, khi được vài mét. Rồi, ban tư vấn cũng đã có ý kiến. Bạn chốt hay mình sử dụng? Mình sẽ giúp. Em chốt ạ. Chốt. Đáp án mà chốt, chúng tôi ghi nhận. Và bây giờ chúng tôi bật mí đáp án dành cho bạn. Đáp án mà vừa chốt là đáp án chính xác. Wow. Cá chuồng phân làm hai loài. Loài cá chuồng có hai cánh, gọi là hai chi. Và cá chuồng có 4 cánh. Đó, hai loài. Vượt qua được câu hỏi thứ hai của bậc 5. Chúng ta còn 3 câu nữa để lấy 20 triệu. Wow. Wow. Em chắc về chuyến này giảm mấy cân đấy mọi người. Có mồ hôi không em? Có mồ hôi anh ạ. Còn hơn xong hơi nữa. Trước khi chúng ta bắt đầu câu hỏi kế tiếp, chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy nghỉ giây lao trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Wow, bây giờ sẽ là câu hỏi kế tiếp. Hai diễn viên lồng tiếng cho chuột Mickey và Minnie trong phim hoạt hình Walt Disney Ngoài đời là một cặp vợ chồng, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Tớ mấy câu khó rồi đó chị. Sao ạ? Tại vì trong một nhà, nếu như mà cả hai người đều làm diễn viên lồng tiếng, đúng không ạ? Có thì... thể. Có nhiều lắm em. Có thể. Việt Nam mình mấy gia đình luôn á. Có. Thế ạ? Ủa thế ạ? Ở Việt Nam mình cũng có, mà Việt Nam mình cũng có những cái cặp mà chẳng hạn như vợ chồng cùng tham gia lồng tiếng luôn mà. Những bộ phim TVB mình coi đó em có đúng luôn. Đúng rồi. Em dạ dạ vâng đúng. Cũng có thể cái một cái lợi thế nha em. Tại vì khi mà vợ chồng cùng lồng tiếng nhau mà cùng trong cùng một bộ người phim nữa. Tình nhân luôn. Dạ nó dễ, cái cảm xúc nó dễ. Chị nghĩ nếu như mà hai vợ chồng mà cùng làm một chung một nghề rồi những lúc mà cơm lành canh ngọt không nói gì, nhưng mà những lúc hụt hẳn đi rồi nhận một cái công việc đó là bây giờ vô lồng tiếng cho hai người đang yêu nhau thì sao? Có phải là cảm xúc cá nhân nó ảnh hưởng tới cảm xúc của nhân vật không? Chắc chắn là người ta cũng sẽ hạn chế để cho một cặp vợ chồng có thể lồng chung cho một cái câu chuyện trong một cái bộ phim nào đó, hoặc là một cặp yêu nhau, tại vì nó ảnh hưởng nhiều. Chị nghĩ vậy. Dạ vâng ạ. Em thì cũng thật ra cái câu này thật sự là em không biết. Em chỉ nhớ là hình như là không phải. Tại vì thường là các nhân vật ở trong các phim hoạt hình mà em xem là chỉ có từ 1 đến 2 người lồng tiếng cho tất cả các nhân vật. Phải nhiều người chứ em. Có nghĩa là một người nếu mà họ có khả năng giỏi, họ có thể lồng được 3-4 nhân vật. Nhưng một bộ phim hoạt hình nó có nhiều nhân vật, thì có thể là hai cái người lồng này nè, một là họ là vợ chồng, hai là họ là đôi bạn thân. Dạ vâng. Sao ạ? Em thì em cũng hơi phân vân một chút. Thì thật sự là một nửa trong em là em đang muốn dùng sự trợ giúp, nhưng mà một nửa em lại bảo là tại vì người ta lồng tiếng khó như thế thì cái khả năng mà người ta tìm kiếm được một đôi vợ chồng cùng là diễn viên lồng tiếng mà hợp được vai đấy thì nó lại càng khó hơn. Nhưng mà nếu như mà họ không phải là vợ chồng đi thì người ta sẽ không có đặt câu hỏi như vậy đâu. Thì em nghĩ đến chứ không phải có dính líu gì đó, chứ không phải là mà đơn giản như vậy. Độ khó tăng dần lên. Ở câu hỏi này thì cũng có rất nhiều lựa ý kiến khác nhau. Ba vẫn có một quyền trợ giúp nữa, quyền đổi đáp án. Nhưng mà em có tự tin vào cái đáp án này không? Em cũng bình thường thôi ạ. Tại vì em đang nhớ lại cái giọng của Mini, xem là nó có tình tứ gì ở trong đấy không. Chắc chắn là phải tình tứ thì người ta mới để lên phim chứ. Tại vì nó phải thể hiện đúng cái cảm xúc của hai nhân vật.
thì cái chuyện mà hai người không phải vợ chồng mà có thể lồng tiếng cho hai bạn chuột đang yêu nhau mà. Đây là một câu hỏi có. Nhưng mà có thể cái điều đó sẽ là một cái điều lạ. Lạ người ta mới có cái để đố em. Cũng có thể là nếu mà không có cơ sở sao họ có thể hỏi như vậy được. Lần này em sẽ đổi. Đổi đáp án. Mời bạn nhấn. Đổi đi ạ. Đã vô chồng rồi. Quá là có bé trẻ người non dạ. Nói vậy mà tin luôn. Đáp án bạn vừa đổi qua, chúng tôi sẽ một mí cho bạn biết, đó chính là đáp án. Chính xác. Thấy vậy ta. Còn hai câu em ơi. Hai nhân vật này, một người đầu tiên đó chính là Wani Owen, là người đã lồng tiếng cho nhân vật hoạt hình chủ Mickey từ năm 1977 tới năm 2009. Và Rusty Taylor là người đã lồng tiếng cho chuột Minnie. Chính là một cặp vợ chồng ngoài đời thật luôn. Dễ thương đây, quá à. Hình ảnh của hai diễn viên đồng tiếng này dễ thương quá. Như vậy là bạn đã vừa được câu hỏi thứ 3 của bậc 5. Câu hỏi thứ 4 khó đó, khó đó. Quá mọi người. Câu hỏi như sau. Tháp đồng hồ của cung điện Westminster có tên là tháp Elizabeth, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Tháp Big Ben đó đâu. Càng ngày càng đi xa rồi đó. Đi ra nước ngoài luôn rồi đó. Tuy nhiên ai cũng sẽ nghĩ là Big Ben hết á. Cho nên là cái câu hỏi này cũng làm mình lấn cấn nha. Là mình bị phân vân á. Anh đã từng một lần cũng đọc hay nghe gì đó, là từ trước tới giờ người ta cứ quen gọi nó là cái tên tháp Big Ben. Nhưng thật ra nó có một cái tên khác nữa. Nhưng mà cả Big Ben lẫn Elizabeth cũng rất là gọi là quen thuộc với nước Anh luôn. Dạ vâng, em cũng nghĩ thế. Tại vì ở bên đấy người ta thường hay sùng bái nữ hoàng. Em đang hơi bị... Nhưng mà mọi người vẫn thường gọi là Big Ben nhiều hơn anh. Đúng rồi. Nếu mà nói ra đồng hồ Big Ben sẽ dễ mình hình dung. Đúng rồi. Nhưng mà một cái tên khác của đồng hồ này là Westminster, mình lại bắt đầu mình bị lệch đề. Mà hỏi là tháp nữa. Đúng rồi, tháp. Là có nghĩa là khi mình gọi đồng hồ thì nó là đồng hồ Big Ben đó. Nhưng mà cái nguyên cái tháp mà để trước cái đồng hồ đó là người ta gọi là cái tên gì? Đó Westminster. Là cung điện đó. Cái tháp ở Westminster là tên Elizabeth đúng không? Đó. Tại vì từ chưa bao giờ mình nghe cái tên tháp Elizabeth hết. Mình chỉ nghe là đồng hồ Big Ben anh thôi. Đúng. Một cái dữ liệu mà mình nghe mình nói trời ơi sao nó lạ thế. Cái câu này câu gài đó chị. Anh hơi đau lòng. Tức từng đặng ruột. Đúng rồi, tại vì em nhớ là em đã nghe giống cái tính em chị giống như nãy. Cứ câu nào thí dụ mà em sai hoặc em quên tiếp nhận thêm kiến thức á, là em ráng em nhớ vậy lắm. Thì em nhớ không lầm là nó có một cái tên nữa. Rồi, như vậy là kể cả khi mà chúng ta có sự tư vấn từ bạn tư vấn đi nữa thì bạn cũng không còn quyền nào sử dụng nữa. Yeah. Một cái đáp án chốt là sai. Và đáp án mà vừa chốt, bây giờ chúng tôi sẽ công bố bạn biết bạn lựa chọn như thế nào. Đáp án sai của bạn là một đáp án không chính xác. Ý của hai, nhưng mà đây là một câu hỏi mẹo lừa chúng ta thôi. Bởi vì tháp này như mọi người đã nói, đó chính là được biết tới thường nhất với cái tên là Big Ben. Vào những ngày diễu binh mừng 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đồng hồ Big Ben được đổi tên thành tháp Elizabeth kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2012. Em thấy chưa? Muốn lấy tiền chương trình đâu có dễ như vậy. Và như vậy... không có khóc. Em lau mồ hôi. Bé, tới đây bé tâm thế, chơi vui lắm anh. Chơi vui. Vui, bé hào hứng. Mà đi về là xa lắm rồi anh. Xa chứ. Đi rất là xa luôn rồi. Rất là tiếc ha, còn hai câu nữa thôi. Bé đi hơi xa rồi, chúng ta phải kéo bé về thôi. Bị bờ lại nào. Bây giờ em đang ở bậc 5 là 20 triệu. Em thất bại câu hỏi ở bậc 5, vì thế em sẽ lùi về bậc 4. Giải thưởng bậc 4 là con số 10 triệu đồng trừ đi một số 0. Chúc mừng bạn đã có 1 triệu đồng mang về. Ranh giới với 10 triệu, 20 triệu mà nó về là 1 triệu nó mong manh thế nhỉ. Chia sẻ với em. Nhưng mà hôm nay em lời rồi, vừa có kiến thức mà vừa có tiền mang về. Đúng luôn rồi. Tôi đã không bỏ cuộc các bạn ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Ngày hôm nay bạn thấy như thế nào?
Em thật sự là em thấy rất là vui và em cũng rất là cảm ơn những lời tư vấn của ban tư vấn đấy. Thật ra thì trước khi đến chương trình thì em có xem qua một vài chương trình và em có nghe nói là ban tư vấn là thường tư vấn hay chôn, nhưng mà em thấy là ban tư vấn của mình tư vấn rất là uy tín. Đó, thấy chưa? Những lúc mà nói là ban tư vấn chôn, thật ra ban tư vấn không biết nè. Ban tư vấn không biết nè. Không biết mới chôn em. Rồi, chúng tôi sẽ cảm ơn bạn ngày hôm nay dành thời gian đến với chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại Hoa nhé. Vâng, em chào anh Ngô Kiến Huy, em chào, chào các anh chị trong ban tư vấn ạ. Chào em. Như vậy là người chơi một lần nữa lại dừng bước ở nước thang 100 triệu. Bây giờ xin mời người chơi kế tiếp, xin mời. Cho em gửi lời chào đến ban tư vấn là chị Khánh, anh Tiến, anh Bibi Trần và anh Ngô Kiến Huy. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Ôi ơi, chỉnh chu, chào gọn gàng. Xin giới thiệu với anh đây, ban tư vấn của chúng tôi được đánh giá là một những ban tư vấn uy tín. Thiệt không mà? Khả năng gửi của họ 90% là đúng. Có trình độ cao nữa. Luật chơi, em nên nghe thật kỹ luật chơi như sau. Bạn sẽ có tổng cộng là 6 bậc câu hỏi và bạn phải vượt qua được 6 bậc này để tới với con số là 100 triệu đồng. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp như sau. Quyền thứ nhất là quyền đổi đáp án. Ví dụ như bạn nhấn vào nút đúng nhưng sau khi nghe tư vấn cảm thấy mình sai rồi, được quyền chọn lại đáp án sai. Quyền thứ hai là quyền đổi câu hỏi khác. Quyền này quá dễ hiểu rồi, bạn cần việc là đổi câu hỏi ngang cấp mà thôi. Quyền thứ ba là quyền vượt qua câu hỏi. Quyền này rất là quan trọng bởi vì những câu hỏi nào ở cuối cùng của bậc đó, bạn sử dụng quyền này, bạn không cần trả lời, bạn vượt qua nó luôn. Đó, giá trị giải thưởng mới là quan trọng. Khi bạn đi quá xa, chúng tôi sẽ kéo bạn về, kéo bạn về. Ví dụ bạn ở bậc 2, bạn trả lời sai thì chúng tôi sẽ kéo giải thưởng về bậc 1 trừ đi con số 0. Trừ hẳn con số 0 luôn ạ, cắt hẳn luôn ạ. Chỉ là một con số bé bé xinh xinh thôi. Nhưng mà lưu ý là ở ba quyền trợ giúp này, bạn chỉ được sử dụng từ bậc 1 cho tới bậc 5 mà thôi. Rồi, bậc đầu tiên, câu hỏi thứ nhất. Giấy A3 có kích thước nhỏ hơn giấy A4, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Bấm sai đúng không? Đúng rồi, em bấm sai. Em nghĩ là giấy A3 lớn hơn giấy A4 hả? Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Em có nhớ nhầm không? Tại vì số 3 với số 4 thì số 4 nó lớn hơn mà. Dạ không, nhưng mà nó ngược lại. Như em nhớ là A3 là gấp đôi A4 là gấp A3 gấp đôi lại là thành A4. Vậy mà chị thắc mắc là cái đó có phải là câu hỏi không? Hả? Câu hỏi đó. Chị thấy dễ quá đó. Khó đâu à. Cái câu gì mà dễ dữ vậy? Đỡ rạc thôi, đỡ rạc. Đừng có nghe mới câu đầu mà chị khách đã làm người ta áp lực rồi. Chương trình bao giờ cũng cho người chơi ít nhất 20.000 ban về. 20.000 ban về. Đúng, thoải mái, cứ thoải mái. Cái này là chắc chắn rồi. Khuyến khích ạ, khuyến khích ạ. Nhưng mà cũng có một số người chơi cũng có hỏi này phải đổi đáp án đó. Hả? Có thiệt, bị quýu cái gì? Quýu á, bấm lộn. Bị quýu, không phải là bị không biết, bị quýu. Không, em thấy 5 giây cũng quýu thiệt ạ. Đúng rồi, nhanh lắm, nhanh lắm. Nhanh quá. Bây giờ, đáp án, bạn có sử dụng quyền trợ giúp hay không? Dạ, không ạ. Chốt. Chốt ạ. Đáp án mà vừa chốt là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Giấy A3 có kích thước lớn hơn giấy A4 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 216, kích thước tính theo mm. Khổ giấy A3 có kích thước là 297 nhân cho 420 mm, gấp đôi khổ giấy A4 kích thước là 210 nhân cho 297 mm. Rồi, và bây giờ sẽ là bậc 2. Nhưng mà trước tiên hãy trả lời câu hỏi của chương trình, câu hỏi quen thuộc của chúng tôi. Câu này ghê lắm. Câu hỏi này câu ghê lắm luôn á. Cẩn thận 5 giây luôn nha, 5 giây suy nghĩ liền á. Bạn chơi tiếp hay dừng lại? Chơi tiếp hay dừng lại? Bây giờ tới người chơi xin tôi nè. Dạ em quyết định là chơi tiếp ạ. Rồi, chơi tiếp. Bây giờ sẽ là bậc 2 của chúng tôi. Câu hỏi bậc 2 sẽ có 2 câu hỏi.
giá trị tiền thưởng sẽ là con số 1 triệu đồng. Câu hỏi thứ nhất như sau. Bánh khói là một cách lý giải tên của bánh khoái xứ Huế ngày nay, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Bánh khói à? Nhưng đó hết hồn luôn á. Tôi phải nhắc người chơi, bây giờ người chơi hay suy luận nhiều hơn. Ồ mà khoan, tại sao bạn chọn là bánh khoái là bánh khoái là nó giống nhau ạ? À? Thật ra là em không chắc á. Em biết bánh khoái thôi chứ em nghe bánh khói em thấy cũng lạ, nhưng mà hỏi thì chắc cũng có lý do chứ. Nghe tên nó không có sự tương đồng cho lắm. Đúng rồi đó, bánh khoái thì em nghe rồi, em bánh ăn rồi luôn. Nhưng mà bánh khói nghe lạ nha. Nhưng mà thật ra nó cũng có nét tương đồng đó, tại vì nó đều làm ra đều có khói hết á. Xào lên. Đúng rồi, là đều nó đều đổ, có khói đổ hết. Bánh. À đổ bánh. Đổ bánh, đổ bánh như bánh xèo. Đúng rồi, xèo. Tại sao gọi là bánh xèo là bởi vì đổ bột cho cái xèo. Cái là gọi là bánh xèo. Con này đổ vào bốc khói lên. Không, bánh này là bánh khoái. À khoái. Là ăn người ta khoái quá, đặt là bánh khoái. Nhưng mà bánh nào ăn cũng khoái thì sao? Nhưng mà đúng là người Huế người ta đọc á chữ khoái. Ví dụ mình đọc là Nam là người miền Nam là khoái, nhưng người miền Trung là khói. À khói. Khói. À. Thế chỉ là trại chữ ra. Dạ đúng rồi. Khói. Quyết định vẫn là ở bạn nha. Tại tư vấn ban tư vấn chúng tôi đưa ra gợi ý thì họ dựa vào cơ sở là những gì họ biết về cuộc sống thôi, chứ chưa chắc hẳn là họ 100% là họ đúng luôn. Cũng chưa chắc hẳn là họ nghĩ là sai. Đó. Mà nhất là mấy loại bánh thì nó cũng hơi khó. Bánh thì muôn vàng muôn nhiều dạng. Quá, nhiều lắm. Thứ quá. Thôi à, em quyết định không chọn. Trợ giúp. Trợ giúp. Dẫn một mực. Chọn phương án của mình, kiên quyết đó cô gái trẻ. Và đứng về như vậy là Emily vẫn rất là kiên quyết với sự chọn của mình. Và liệu rằng sự kiên quyết này mang lại kết quả ra sao? Chúng ta sắp quay trở lại sau ít phút giải lao. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Và đây là lúc chúng ta sẽ bật mí kết quả của chương trình. Đáp án mà vừa chọn là đáp án chính xác. Chúc mừng ạ. Hay vậy nha. Đây, theo bà Mai Thị Trà, nghệ nhân ẩm thực Huế, người xưa dùng bếp củi để chế biến bánh khoái. Khi đổ bột vào chảo, khói bếp bốc lên nhiều, cay mắt nên gọi món ăn lèn là món bánh khói. Người Huế phát âm từ khói nghe như khoái, người ta đọc chệch rồi quen dần nên có tên như bây giờ. Cũng có một lý giải khác cho rằng là chữ khoái ở đây có nghĩa là món khoái khẩu. Đó, hai cái đều đúng. Rồi, bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Câu này, trời ơi, cho. Thôi đi, cho. Lúc mà anh Huy nói vậy là có vấn đề liền. Không. Câu này dễ, câu này là gần đây, sự kiện gần đây nha. Câu hỏi như sau. Trong MV Si Tình của Hoàng Thùy Linh có hình ảnh cua hoàng đế, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. Em nhớ là có con cua nhưng mà không biết cua gì. Không em ơi, thật ra mình có thể suy luận chút xíu thì anh nghĩ là cái câu trả lời này nó không đúng đâu. Tại vì cua hoàng đế là một loại cua nước ngoài, chứ không đúng phải là rồi. Việt Nam, mà cái MV này làm gì Việt Nam, miền Tây. Cho nên là nếu mà dùng cái hình ảnh mà con cua, nói chung là miễn là không phải là con cua Việt Nam thì chắc chắn là không đúng rồi đó. Nó phải là cua của Việt Nam. Cua luôn. Cà Mau thì được. Đó, hoặc đó. Là như vậy, chứ nếu mà cua hoàng đế thì nó sai liền. Không, thì em nhớ có con cua nhưng mà thì em... đúng rồi. Ê, có anh mà nói là đúng là con cua nhưng mà chắc chắn là cua Việt Nam chứ không phải là cua hoàng đế. Là cua không hoàng đế mà cua dòng Việt Nam. Họ cua rất là nhiều con na ná nhau nhưng mà dạ. Mình phải nhận định kỹ, giống như là cua nè, ghẹ nè, còng nè, rồi cấy nè, con ba khía nè, đó là những họ hàng mà gọi là bò ngang đó. Đó thì mình phải phân định kỹ, chứ nếu không mà nhìn cái hình dáng mà mình đúng đoán rồi. Được liền á, mình đoán liền nhiều khi là mình bị nhầm lẫn đó. Đúng á. Không, em cũng nghĩ vậy, em nhớ con cua thôi nhưng mà nếu mà miền Tây thì ba khía hả? Cua đồng. Thì đó, thì có thể là mấy con đó thôi, chứ còn nếu mà gọi là cua hoàng đế là nó nước ngoài rồi.
nó không phải là của Việt Nam. Em đã xem cái MV đó chưa? Em xem rồi, em nhớ con cua luôn là trong cái set chị Linh ngồi dưới thủy cung đúng á. Rồi, nó đúng nằm rồi. Đâu bên em xem rồi á. Dạ. Tại vì hai cái con đó nó khác màu hoàn toàn mà. Không, cua tại vì lên MV thì thường họ sẽ biến điệu á, cua màu hồng, màu xanh chứ không phải là họ đặt con cua thật mà là cua vẽ. Nên là thật ra là cua gì cũng hơi hoang mang, nhưng mà em nghĩ mình, nếu mà bài Si Tình là chị Linh làm về miền Tây thì nó sẽ phải có đặc trưng của miền Tây. Thì em nên suy nghĩ lại. Lúc anh BB nói xong em cũng thấy là anh nói đúng thật. Tại tất cả những cái gì mà xuất hiện trong MV đều là miền Tây hết. Tây, chiếu nè, rồi mấy cái bè cá hay là cái ghe chiếc xuồng đều là miền Tây hết. Em nghĩ là em sẽ đổi qua sai. Xin mời bạn đổi ạ. Như vậy bạn đã sử dụng quyền đổi đáp án. Và đáp án bạn vừa đổi qua là đáp án chính xác. Đó không phải là con cua hoàng đế mà là con ba khía. Như vậy là bạn đã vừa qua được câu hỏi thứ hai của bậc hai. Chúc mừng bạn 1 triệu đồng. Và bây giờ bậc kế tiếp bậc 3 sẽ có 3 câu hỏi. Bạn còn 2 quyền trợ giúp. Bạn thi tiếp hay dừng lại? Dạ thi tiếp ạ. Chào mừng bạn đến với bậc 3 của chúng tôi. Bậc 3 sẽ có 3 câu hỏi như sau. Và ở câu hỏi bậc 3 này, chúng tôi sẽ đến với lại câu hỏi về vị giác trước. Ăn sáng nữa. Đúng rồi ạ. Nói gì nữa. Sự trở lại này của chúng tôi sẽ có thêm những món sơn hào hải vị. Wow. Là mình được ăn hả? Được ăn, được em uống thoải mái. Nhưng mà em không ăn được cay, đừng cho em ăn cay. Mời Mù Tạc. Mời Mù Tạc. Rồi là em ăn vả đây luôn á. Thiệt á. Đây, xin mời. Em nhiều việc trong đây lắm. Em chu đáo quá à. Làm phục vụ luôn. Mời em Ly à. Đây là món quà mà chương trình tặng cho bạn. Hôm ăn về nhé. Không cay nha. Không bao giờ cay. Dạ, không mở luôn. Không vị à. Nó ăn thì có vị chứ anh Huy. Nói chứ ngày hôm nay thì sẽ là một cái món mà rất là quen thuộc với chúng ta. Huy gửi như vậy thôi. Dạ. Món này là một món mà gắn liền tuổi thơ. Dễ biết lắm á. Dễ biết lắm. Dễ biết á. Và nhiệm vụ của Emily là Huy sẽ cho Emily lần lượt nếm 2 dĩa khác nhau. Và trước khi nếm, Huy sẽ có hiệu lệnh là dĩa thứ nhất và dĩa thứ hai. Bạn phải nhớ vị của cả 2 loại dĩa này. Và sau đó bạn sẽ về vị trí và Huy sẽ đọc câu hỏi. Dạ, rồi. Okay. Và bây giờ thì khoan, trước khi bà Emily... Emily đeo bịt mắt vào trước đi. Và để đảm bảo tính công bằng cho trò chơi, chúng tôi xin mời ban tư vấn hay bịt mắt vào. Xin mời. Dạ. Hồi hộp quá. Không hí nha, sơn hào hải vị. Trời, làm gì biết cái món gì chứ. Đây, kéo xuống miếng nè, cái này hí nè. Thấy gì đâu. Hey. Kéo xuống miếng nè. Đâu, có hí đâu. Rồi. Và như vậy chúng ta sẽ bật mí. À đây, sẽ mở ra cho mọi người xem đó là món ăn gì nha. Ủa sao em không ngửi thấy mùi gì hết trơn? Đúng rồi, đây là món ăn không có mùi. Vậy mà anh BB vẫn mùi thôi. Trời ơi, lắm ơi. Đây. Trời ơi, tôi nhìn mà tôi còn thèm nữa mà. Đúng là sơn hào hải vị. Bây giờ, bạn sẽ thử dĩa đầu tiên. Trời. Ăn đũa mà tự gấp. Hay á. Đây. Rồi, bạn chỉ việc hả miệng ra thôi à. Chương trình thử thách ban tư vấn quá nè. Từ ban tư vấn, dĩa đầu tiên nha. Bột, đây. Muốn hả? Đút cho ăn luôn hả? Đút cho ăn luôn. Trời ơi, hả miệng nè. À. Trời, cái gì mà nhiều vậy? Đó, đây dùng đũa. Đây chị hả đó đây ạ. À, em biết cái này rồi. Dạ rồi, đây đũa chị. Ừ, cảm ơn em. Rồi, bây giờ anh tính nha. Ok. Hả ra đi ạ. Ông Huy này ông đút một lần mũi một mớ luôn á. Anh không chưa tính, để em nói chuyện gì nghe coi. Không có nói được. Ác quá à. Ông ác lắm luôn á. Cái này mà cho ăn nguyên một nhúm là được coi như là hả? Ngán luôn á. Bây giờ mọi người hãy nhớ vị của dĩa đầu tiên đi ạ. Có vị gì đâu mà nhớ. Nó không có vị gì luôn, nó bợ bợ một, nó béo béo. Bây giờ sẽ làm vị của dĩa thứ hai nha. Bây giờ món thứ hai. Xin mời ạ.
Dạ. Một miếng thôi nha Huy. Rồi. Ông gấp cho một mớ đi. Một. Há miệng à. À. Đó. Một. Đây đây. Chị Khánh một nha. À. Thôi, chị Hát à. Huy ơi. Huy ơi. Ơi à. Anh tới chưa? Thôi anh tới anh nè. Rồi, rồi chừng nào anh quẩy đuôi cái cho anh ăn nha. Chừng nào anh quẩy đuôi cái cho anh ăn nha. Đấy, ủa, lộn, lộn, lộn. Anh làm em lộn. Đuổi chị Khánh. Nè, đuổi anh nè, đuổi. Đây, 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 đây. Hát quẩy đuôi chưa? Rồi, rồi. Rồi, 2, 3. Đó. Rồi, mọi người nhớ vị đi ạ. Xin mời mọi người hãy mở bên mắt ra. Xin mời em đi. Bên vị trí ạ. Em sáng mắt chưa, BB? Em sáng mắt rồi chị ạ. Em không đòi ăn nữa đâu. Tôi cứ đang tưởng tượng là bên kia là gấp cho ăn rồi tới tôi giống như dư đổ. Không được. Người ta nói gì? Heo ú nhờ cặn. Ít gặp có nước súp hay cái gì đi không? Không có gì cả. Rồi, câu hỏi như sau ạ. Nguyên liệu bạn vừa nếm thử trên đĩa thứ 2 là sợi mì Quảng, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Sợi 2 hả? Đĩa thứ 2, nhớ ạ. Sao vậy ạ? Em nhớ là cái thứ hai là hình như nó tròn, nó không có dẹp. Nhưng em quên cái đầu thôi. Còn cái thứ hai như là nó tròn bởi vì cái đầu em ăn nhanh quá. Sau rồi em rút kinh nghiệm là cái thứ hai là phải ăn từ từ coi cái hình dáng. Hình dáng. Dạ nên là em nghĩ cái thứ hai chắc đúng á. Ừ, cái đầu tiên á thì anh lại ban đầu ăn vô nhà thì tưởng là mì udon. À, nhưng mà tới chừng mà đọc câu hỏi thì mới chắc là có lẽ là sợi mì Quảng rồi, tại vì cái sợi thứ hai là rõ ràng là bánh canh á, giống như bánh canh á. Nhưng mà nó tròn tròn. Nó tròn á. Sợi sau tròn, dài. Dài. Giống như bánh canh. Có một cái tình tiết này anh xin được tiết lộ cho em. Hồi nãy trong lúc mà Huy thôn với họng anh có rớt xuống đất một cọng. Rồi. Anh thấy nó trắng trắng dài dài dẹp dẹp mà anh cũng không biết nó cọng gì. Dẹp nha, nó dẹp. Mì Quảng. Mì Quảng. Mì Quảng dẹp hả chị? Mì Quảng dẹp. Mì Quảng dẹp. Không có câu hỏi là chương trình cũng tương đối dễ cho mình đó. Đúng rồi. Chương trình mà đưa cho mình hai cái sợi bánh canh với bún bò là khỏi luôn á. Là mệt mỏi luôn đó. Đúng rồi, bánh canh. Bánh canh bột gạo với thời sợi bún là y chang nhau. Dạ, y chang luôn á. Rồi, như vậy là bạn đã nghe bạn tư vấn rồi, bạn nếm thử rồi. Và quyết định là mình chốt đáp án này chưa? Dạ, chốt ạ. Chúng ta sắp quay trở lại sau ít phút giải lao. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Và đây là lúc chúng ta sẽ bật mí kết quả của chương trình. Đáp án bạn vừa chọn là đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Anh tính ra cái câu hỏi rất là dễ nhưng mà cái hình thức nó cồng kềnh lắm. Đây hình dáng của hai món ăn ngày hôm nay ạ. Wow. Ôi cái này mì Quảng nè chị. Đúng rồi, mì Quảng nè. Đúng rồi, cái này trụng vô nước mì Quảng nở ra màu vàng. Đúng rồi. Đúng, cái màu vàng mình thấy là do nước mình trụng đồ đó. Chắc tùy nơi, em nhớ là mì Quảng nó phải dai hơn, lại ăn hơi bở. Tùy dùng ấy. Chắc tùy vùng. Có cái sợi mì Quảng sẽ nó dày hơn. Dạ, dày đúng hơn. Rồi, nó dày hơn. Và chúc mừng bạn một lần nữa, đáp án đã chọn là đáp án chính xác ạ. Rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai của bậc 3 như sau. Tỏi cô đơn là một giống tỏi đặc hữu chỉ trồng được trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Chỉ trồng được à? Là không đúng trồng rồi. Được nơi khác hả? Thật ra là ở đảo Lý Sơn là có tỏi cô đơn nhưng mà cái chữ chỉ trồng được. Lắc leo quá. Đó em chọn xong có vẻ là em tiếc nuối đúng không? Dạ, giống như là em hay gì đó cứng cứng. cái gì đó nó hơi bị trật trật ở đây rồi đúng không? Dạ đúng. Vậy thì bây giờ em sao như thế nào? Em có em hoang mang. Khó quá. Tài quyền luôn, bảo đảm an toàn bởi vì đây là do câu hỏi mà. Em nghĩ thôi đổi câu hỏi. Đổi câu hỏi khác. Độ khó tương đương. Chúng tôi chấp nhận. Và chúng tôi sẽ bật mí cho bạn biết đáp án mà vừa lựa chọn là một đáp án
không chính xác. May mắn. Đáp án chính xác chúng tôi đó là sai. Bởi vì sao? Bởi vì tỏi cô đơn có một tên gọi khác là tỏi một tép, tỏi mồ côi, tỏi một, tỏi đương, là một loại tỏi hình thành từ sự khuyết tật trong quá trình sinh trưởng của nó. Ở Việt Nam, tỏi này phân bố chủ yếu ở huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nhưng cũng có các địa phương khác cũng có loại tỏi này nhưng mà nó không nổi tiếng bằng những địa danh trên. À, cũng có. Sáng suốt khi lựa chọn đổi câu hỏi. Câu hỏi được đổi như sau. Thái Bình và Hưng Yên là hai tỉnh không có đồi núi, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Thái Bình, Hưng Yên, nhấn đi ạ. Sai, em chọn sai. Em nghe nói là hai cái tỉnh đó là cảm giác là có nó đồi có núi. Núi em cảm giác là nó ở phía ngoài Bắc, nó có đồi núi. Tôi tới địa lý là mệt. Bà tư vấn về trước cho em. Bà tư vấn về trước cho em. Địa lý cũng không biết lắm. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà cái xác suất mà nó không có núi thì cao. Tại vì sao? Nếu như mà một cái tỉnh mà không có núi thì người ta sẽ hỏi là một tỉnh thôi. Cái này là hỏi cả hai tỉnh như thế. Thì thường là phải có một điều gì đặc biệt thì người ta mới ghép hai cái tỉnh đó để vào một câu hỏi. Thái Bình, nghe cái tên là Thái Bình là núi rồi. Nhưng mà tại sao lại chọn hai tỉnh này để là câu hỏi? Không, chỉ có gài mình thôi chị. Đó, ví dụ nói một tỉnh thì người ta hình sẽ không tin. Phú Yên là biển, bởi vì em có từng đi qua Phú Yên. Còn mà Hưng Yên thì chưa ra. Anh cũng chưa đi luôn. Nhưng mà em nghĩ nó có đồi núi. Có đồi núi. Dạ. Nhưng mà chị chỉ suy luận rằng là nếu như mà hai tỉnh này có núi thì chương trình sẽ không ghép hai tỉnh này lại để làm khó chúng ta. Chị nghĩ là không có núi. Đơn giản vậy thôi. Còn anh nghĩ nếu mà nó đã chương trình nó cố ý ép chúng ta rồi, ta lại chắc chắn một lần nữa sử dụng quyền trợ giúp. Đúng. À. Tạm ngược qua đó luôn. Thôi à, hên xui à, thua thì thôi, không sao à. Không sử dụng quyền trợ giúp. Tại sao? Tại vì mình còn quyền trợ giúp, mình còn một cơ hội để mình đi tiếp. Thì tại sao mình lại gọi là đúng rồi. Đánh cược như thế? Mình có, mình cứ xài thêm. Đúng rồi. Chứ giờ để dành tới cuối làm gì? Em đâu tới chắc là gì được tới cuối đâu. Vậy em đâu tới chắc là gì được tới cuối đâu. Cuối đâu ạ. Okay. Thì mình còn quyền trợ giúp thì mình cứ sử dụng hết. Ủa, cái này người ta cho mình xài thôi em. Đúng chứ rồi. Chưa chắc gì nó thắng. Không nghĩ là chưa chắc gì là em đã nè, có thể là Emily đang nghĩ đây là câu hỏi thứ hai của bậc ba. Nó còn đúng rồi. Quá. Nhiều khi những câu sai em lại biết. Thôi đi, em coi rồi, nhiều khi càng đi sâu càng khó. Không, anh không phải, đúng là khó thiệt nhưng mà biết đâu là kiến thức của em, hiểu không? Biết đâu em lỡ đi. Nó không trúng kiến thức của em sao? Đi về. Trời ơi, đơn giản bé này. Còn thở, còn dở. Đúng rồi. Đúng rồi em, tại vì mình còn một quyền trợ giúp. Biết đâu câu thứ ba là chúng tôi biết thì sao. Thôi à, em chốt ạ. Chốt. Vậy thì thôi à, sai thì lòng Emily đã vững rồi. Chốt. Anh tin em. Lấy xe giùm em nha. Đôi khi sự kiên quyết sẽ mang đến kết quả tốt nha. Đôi khi thôi hả? Đôi khi thôi. Nếu không muốn nói là hiếm khi. Xin lựa chọn các bạn. Sai là một sự lựa chọn. Hôm nay đi xe không? Dạ em đi, em đi taxi. Okay, em kêu giùm em. Có người thân không? Em kêu giùm. Em kêu trợ lý gọi xe sẵn. Ừ, gọi nha em. Đáp án của em là đáp án không chính xác. Trời. Đi biết đâu câu sau chị hỏi đơn giản thiệt, biết đâu câu sau là thủ kiến thức của em. Vậy thì là không có núi thiệt hả? Không có núi. Trời ơi, câu sau đúng thiệt, vô ngàm luôn, ẩm thực. Trời ơi, sở trường ăn là của tụi chị, không tin tụi chị. À, thôi không sao, không sao ạ. Qua câu này em dớt câu sau 2 triệu nghỉ. Rồi như vậy thì em đi vẫn còn một quyền trợ giúp nữa và bạn ấy vẫn quyết định là chọn phương án là bảo vệ ý kiến của mình, và đó là một quyết định không sáng suốt cho lắm. Và đáp án chúng tôi, bởi vì sao? Bởi vì Thái Bình và Hưng Yên là hai tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ.
địa hình bằng phẳng, không có đồi núi. Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh cũng nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, địa hình tương đối bằng phẳng nhưng vẫn có đồi núi. Rất tiếc thì chúng tôi phải chia tay bạn ở bậc 3. Và dĩ nhiên bạn đến với chúng tôi, bạn sẽ là triệu phú. 0,1 triệu. Nhưng không sao cả. Anh, bạn có thêm... anh không có cười khẩy bạn như vậy. Anh rõ ràng anh chịu 0,1 triệu. Anh vừa cười khẩy người chơi. Anh dùng nụ cười xót xa, hiểu không? Xót xa, không có xót xa mà. Trời ơi, xót xa gì vậy? Em chơi tiếng ác em gì không hả? Diễn xuất tâm lý ngược à, thôi không sao ạ. Không sao. Nhưng mà 0,1 triệu này thì... Em cười nhờ. Xong em hãy nói tiếp nha. Không tiếc. Bởi vì em thấy tiếc ở câu hỏi tiếc ông 2. Không tiếc ông ai cười vậy chứ. Thôi, không sao cả. Ngày hôm nay thì bạn cũng đã có thêm một kiến thức mới về hai địa danh này. Dạ. Và khi đến với chúng tôi thì bạn chuẩn bị tâm lý như thế nào? Có hồi hộp không? Dạ, thật ra là cũng không hồi hộp đâu. Thật ra em đi chơi cũng vui thôi, bởi vì em cũng tham gia nhiều và thường những chương trình này nó cũng như em nói ban đầu, nó bao quát lắm, đôi khi nó cũng không phải là những đúng thứ rồi, mình đã từng xem rồi. Thì nó cũng hên xui. Dạ. Mà quan trọng là cái thời gian 5 giây nó khá là căng não. Dạ đúng rồi. Câu đó biết thiệt, nhưng mà do cái thời gian nó làm cho mình bị rối, trả lời cũng sai luôn. Dạ, yeah, áp lực, nó bị áp lực nữa. Rồi đến bây giờ chị hỏi thiệt là khi mà kết quả đã ăn bài rồi, em có thấy tiếc là không sử dụng cái quyền trợ giúp còn lại không? Dạ không đâu ạ. Wow. Không luôn. Dạ. Là nếu như mà cho tại vì chọn em lựa thấy lại là nó quá sớm để sử dụng á. À, thà là mình về sớm chứ dạ, mình đúng không rồi. Có sử dụng sớm, đúng không? Dạ. À, hay, cũng là một phương châm. Thà là về sớm chứ không sử dụng sớm. Hay, hay, chúng ta phải học. Bé kỳ quyết. Tại vì em nghĩ là em đi quyết định vậy là bạn ấy định vượt qua câu hỏi này, câu hỏi 3 sẽ sử dụng liền luôn. Để dành, à, đúng để rồi. Dành đó, giống như để dành để cho con sao. Không sao cả, thêm một kinh nghiệm mới, một chiến thuật mới. Bạn đã cho những người chơi phía sau thêm một chiến thuật để lựa chọn. Đúng rồi, thà là về sớm chứ không sử dụng quyền trợ giúp sớm. Rất hay. Chí phải. Chí phải. Có nghĩa là có cá tính, không là mất thời gian của đôi bên. Vừa rồi là chúng tôi chat chít vui vui với mọi người về cách chơi người chơi thôi. Nhưng mà thật sự là có những người chơi họ đến đây để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Đó, cái đó mới là điều quan trọng. Để những số sau chúng tôi sẽ mời bạn quay trở lại. Thôi đã chưa nghĩ từ đầu đi đó. Nghĩ từ đầu giờ khán giả nhớ rồi. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn sự góp mặt của em Lê ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đây cũng là lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán giả. Và hãy nhớ khung giờ phát sóng chúng tôi, đó chính là 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình 5 giây thành thị phú do truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tech Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau. Bây giờ quay trở lại, chốt đáp án đi ạ. Vâng, tôi chốt đáp án đó chính là như trăng mới mọc, như đèn mới khơi. Và đáp án đó, đáp án chính xác. Chúc mừng anh ạ. Xin được hỏi ý kiến của ban tư vấn. Rõ ràng, tôi thấy là trong trường hợp này Nam Thư hoàn toàn vô can. Dạ. Chính hai người còn lại là người đã khích cho những cái đáp án như là rau hoặc là đuôi. Anh nghĩ tại sao em lại không? Người ta bảo nồi nào úp dung đó, không? Ồ.